Phượng phản hồi tin sang Mỹ định cư. Trước những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, Cát Phượng đã chính thức lên tiếng. Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ Cát Phượng đã lên tiếng về thông tin sang Mỹ định cư. Theo đó, thông tin bắt nguồn từ việc Cát Phượng thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường ở Mỹ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân đang có chuyến sang Mỹ ngắn ngày để thăm em gái, không hề có chuyện sang Mỹ định cư. Nghệ sĩ Cát Phượng viết trên trang cá nhân: "Em qua Mỹ thăm nhà em gái ruột của em. Nó lấy chồng định cư ở Mỹ 20 năm, nhưng em chưa từng qua thăm. Đầu tháng em về, chứ em không phải đi định cư đâu. Cái tính của em thích vào bếp nấu ăn. Bên Việt Nam em không có thời gian, qua Mỹ em rảnh quá mà. Nên em nấu cho nhà em của em đi làm về, chị em cùng ăn. Bộ qua Mỹ nấu ăn định cư hả?" Tin đồn mà Cát Phượng gặp phải đã nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều người mong nữ ca sĩ bỏ ngoài tai những thông tin không hay để tập trung cho công việc, cuộc sống. Được biết, hiện tại Cát Phượng đang viên mãn với bạn trai Việt Kiều. Bên cạnh đó, cô cũng toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con trai, bé Bơm. "Tài sản của tôi bây giờ là con trai. Tôi nói với con rằng sẽ không để tài sản lại cho con. Tài sản mà tôi cho con là học thức, sau đó con đi làm để lo cho cuộc sống riêng. Con tôi ủng hộ điều này. Tôi chỉ có một căn nhà, trong tài khoản của tôi chưa bao giờ có 1 tỷ. Nếu có, cũng chỉ được một thời gian rất ngắn, chừng vài tiếng. Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, xin là tôi đến tận nơi để giúp đỡ ngay. Do đó người ta đến với tôi không phải vì tiền. Họ đến với tôi về tình yêu, không hợp thì rời đi thôi." Cát Phượng từng chia sẻ.